Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Kiến Sương anh hùng, những năm qua sự nghiệp giáo dục đào tạo đã được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và tập trung xây dựng đội ngũ để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo đó, tính đến tháng 9 năm 2023, toàn huyện có 36 trên 37 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, đạt 97,3%. Trong đó, đạt chuẩn mức độ 1 là 15 trên 37 trường, mức độ 2 là 21 trên 37 trường. 8 trên 8 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 100%. Trong đó, đạt chuẩn mức độ 1 là 2 trên 8 trường 25%. Mức độ 2 là 6 trên 8 trường đạt 75%. 7 trên 8 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia đạt 87,5%. Trong đó đạt chuẩn mức độ 1 là 6 trên 8 trường đạt 75%. Mức độ 2 là 1 trên 8 trường đạt 12,5%. 26 trên 29 trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia đạt 89,66%. Trong đó đạt chuẩn mức độ 1 là 21 trên 29 trường đạt 72,4%. Mức độ 2 là 5 trên 29 trường đạt 17,24%. Cấp học mầm non là bậc học nền tảng đầu tiên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường mầm non có tác động rất lớn đến chất lượng giáo dục ở những cấp học tiếp theo. Xác định rõ tầm quan trọng này, năm học vừa qua các trường mầm non trên địa bàn huyện đã có những đổi thay vượt bậc hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học vừa qua, toàn huyện có 37 trường mầm non và một trường mầm non độc lập, 397 nhóm lớp. Theo đánh giá của Phòng Giáo dục và Đào tạo, công tác giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bảo đảm an toàn và được thực hiện có hiệu quả. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tiếp tục được củng cố vững chắc, duy trì hiệu quả. 100% trường mầm non tổ chức nuôi ăn bán trú nền nếp, không để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì và nâng tỷ lệ trẻ ăn bán trú. Để nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, các đơn vị tích cực tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng theo hướng hiện đại, thuận lợi cho công tác nuôi ăn bán trú như tủ sấy bát, bình nóng lạnh, nồi hấp, máy xay thịt, máy thái rau củ quả. Trong năm học, cấp học đã tổ chức thành công chuyên đề cấp tỉnh giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức nhiều chuyên đề khác nhau để cán bộ, giáo viên được giao lưu, học hỏi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Do đó, kết thúc năm học, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 97,5%, tỷ lệ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì là 2,5%. Năm học 2022-2023 vừa qua, thực hiện việc triển khai xây dựng trường mầm non, lấy trẻ làm trung tâm, nhiều trường mầm non có sự thay đổi toàn diện cả về cảnh quan môi trường bên trong và bên ngoài lớp học, cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên bảo đảm là cơ sở để cấp học mầm non tiếp tục triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm làm đồ dùng đồ chơi, tổ chức các hoạt động ngoài trời, giáo dục trẻ vận động bằng phương pháp mới đã góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong công tác dạy và học tại cấp học. Để làm tốt cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ, thì nhà trường đã đề ra các giải pháp trọng tâm như sau. Đối với ban giám hiệu và các đồng chí tổ trưởng thì chỉ đạo nâng cao chất lượng, phân công chuyên môn một cách hợp lý, lựa chọn giáo viên có năng lực, chuyên môn, có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao để phụ trách các lớp điểm, chuyên đề điểm của trường. Đối với đội ngũ giáo viên thì phải luôn có ý thức, rèn luyện, tích lũy tri thức và kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, thường xuyên tìm tòi và học hỏi của trường và tập huấn các buổi chuyên môn của phòng và của cụm đề ra. Đối với trẻ, nhà trường tổ chức giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục trẻ làm trung tâm. Tổ chức cho trẻ được trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của cô giáo, giúp trẻ học và chơi, chơi bằng học. Từ đó rút ra cho trẻ những kinh nghiệm sống. Về công tác chăm sóc và nuôi dưỡng thì nhà trường luôn quan tâm, chú trọng đến bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Thực đơn thì thường xuyên thay đổi theo mùa, đảm bảo cân đối dinh dưỡng cho trẻ. Chế độ sinh hoạt thường trong bữa ăn, chất lượng bữa ăn thì thực hiện đúng theo quy định của từng độ tuổi, đảm bảo tuyệt đối cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài các biện pháp trên thì việc phối kết hợp với gia đình và các bậc phụ huynh trong cộng đồng để giáo dục trẻ, nhà trường cũng rất là coi trọng.
Nhà trường tổ chức phối kết hợp với phụ huynh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và công tác chăm sóc giáo dục trẻ thông qua các cái cuộc họp phụ huynh, thông qua các cái góc tuyên truyền và thông qua các cái buổi truyền thanh của xã, thì giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức nuôi dạy trẻ, chăm sóc trẻ. Đặc biệt nhà trường luôn quan tâm đến chuyên môn để từ đó phụ huynh luôn tin tưởng ủng hộ nhà trường về vật chất cũng như tinh thần. Cấp học tiểu học và trung học cơ sở, năm học vừa qua, ngành giáo dục Kiến Sương đã chủ động chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3 cấp tiểu học và lớp 7 cấp trung học cơ sở. Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo. Lớp 4, lớp 5 thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, từng bước tiếp cận dần với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo luôn chỉ đạo việc dạy học môn tiếng Anh, tin học, thực hiện nghiêm túc việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và đổi mới việc đánh giá, xếp loại học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc thi đổi mới không gian trường lớp, xây dựng môi trường học tập tiếng Anh. Tổ chức thành công chuyên đề cấp tỉnh xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và phát triển văn hóa đọc tại trường tiểu học Thanh Nê và 6 chuyên đề cấp huyện của 6 cụm chuyên môn với các nội dung mới và khó theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tổ chức tập huấn cấp tỉnh hướng dẫn thực hiện tiết đọc thư viện theo mô hình thư viện thân thiện của Room to Read tại trường tiểu học Bình Định. Kết thúc năm học, tổng số học sinh xét hoàn thành chương trình lớp học là 15.482 trên 15.522, đạt tỷ lệ 99,7%. Số học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học 40 trên 15.522, chiếm tỷ lệ 0,3%, đạt kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức kiểm tra lớp 5 xét hoàn thành chương trình tiểu học với tỷ lệ các em được xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ học sinh được học tiếng Anh đạt 100%, tin học đạt 98,0%. Trước hết phải khẳng định rằng tất cả các giải pháp của nhà trường mà đặt ra thì đều nằm trong cái hệ thống các giải pháp của Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục đã chỉ đạo. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện thì nhà trường chúng tôi phải có sự chọn lọc, sự ưu tiên và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và của địa phương. Đấy, trước hết là xác định được cái mục tiêu mà nhà trường cần đạt được trong năm học này, thì chúng tôi muốn là xây dựng một cái trường học hạnh phúc, thầy cô hạnh phúc và học sinh được hạnh phúc. Thì để thực hiện được cái mục tiêu đó, nhà trường chúng tôi tập trung ưu tiên thực hiện các giải pháp sau đây. Giải pháp thứ nhất đó là tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao tư tưởng nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên, từ đó tạo ra sự đoàn kết thống nhất và sự quyết tâm của toàn bộ đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Và cái giải pháp thứ hai đó là nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Thì chúng tôi tập trung tăng cường công tác sinh hoạt chuyên môn như dự giờ, thăm lớp, chia sẻ, góp ý, học tập kinh nghiệm, xây dựng được những cái tiết học hay, lớp học tiêu biểu và theo cái hướng mà Sở Giáo dục cũng như là Bộ Giáo dục chỉ đạo, đó là sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đấy, tập trung vào những cái vấn đề mới, vấn đề khó. Giải pháp thứ ba là chúng tôi tập trung tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Và đặc biệt trong năm học này thì nhà trường đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng là học thông qua chơi để học sinh được phát triển năng lực và phẩm chất toàn diện. Giải pháp thứ tư đó là chúng tôi sẽ tạo một cái môi trường làm việc an toàn, thân thiện và dân chủ cho giáo viên và học sinh. Đấy, thì một trong những giá trị mà mục tiêu hướng tới của trường học hạnh phúc đó là phải là an toàn. Đấy, an toàn cho thầy và trò, an toàn cả về thể chất và an toàn về tinh thần. Đấy, giáo viên và học sinh phải được làm việc và học tập trong một môi trường lành mạnh, dân chủ và đậm tính nhân văn. Và một cái giải pháp thứ 6 không thể thiếu được trong tất cả các nhà trường đó là phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Đối với cấp học trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7 và chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 8, lớp 9. Chỉ đạo các trường chủ động linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập
rèn luyện của học sinh, thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường. Trong năm học, các trường đã xây dựng được nhiều chuyên đề và tổ chức thực hiện trong các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn. Toàn huyện đã tổ chức được 6 chuyên đề cấp cụm trường, một chuyên đề cấp huyện về hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 môn tiếng Anh và một chuyên đề cấp tỉnh về dạy học qua di sản văn hóa cấp quốc gia Đồn Cả Phan Bá Vành. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tốt kỳ khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn ngữ văn, toán, tiếng Anh lớp 8 cấp huyện. Nhiều trường đạt kết quả cao. Kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở cấp tỉnh, dự án của trường trung học cơ sở Bình Định đạt giải nhì, dự án của trường tiểu học và trung học cơ sở Vũ Công, tiểu học và trung học cơ sở Minh Tân đạt giải ba, dự án của trường trung học cơ sở Vũ Ninh đạt giải tư. Đối với kết quả tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, toàn huyện có 37 trên 80 học sinh dự thi đạt giải, toàn đoàn xếp thứ 5 trên 8 huyện, thành phố. Kết quả xếp loại học tập cuối năm học đối với khối 6 và 7, tỷ lệ học sinh xếp loại học tập tốt trên 25%, loại khá trên 44%. Đối với khối 8 và 9, học sinh xếp loại học lực khá và giỏi đạt tỷ lệ cao. Học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt tỷ lệ 99,96%. Kết quả thi nghề phổ thông đạt 99,97%, đạt kế hoạch đề ra. Năm học 2022-2023 trên cơ sở phát huy và kế thừa những thành tích đã đạt được trong những năm học trước, nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7 và chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 8, lớp 9. Cụ thể là: thứ nhất, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các lực lượng ngoài xã hội đã tăng cường được cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tạo cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp, môi trường giáo dục tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học. Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị đối với nhà giáo, xác định đội ngũ cán bộ giáo viên giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Ba là học sinh phải xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập để làm gì, phát huy được phẩm chất, năng lực, chủ động trong học tập vì chính bản thân mình. Với phụ huynh học sinh, phải thay đổi ngay từ trong gia đình. Phụ huynh học sinh không phó mặc cho con cho nhà trường, trách nhiệm của cha mẹ là rất lớn. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thầy cô để nắm được điểm mạnh, điểm yếu của con mình, cùng nhà trường dạy các con đào tạo ra con người đầy đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh. Đối với công tác giáo dục thường xuyên, qua thống kê toàn huyện có 27 trên 33 trung tâm học tập cộng đồng xếp loại tốt, đạt 81,82%, 6 trên 33 trung tâm xếp loại khá, tỷ lệ 18,18%, 100% các xã thị trấn được đánh giá và công nhận cộng đồng học tập cấp xã năm 2022. 100% các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023. Với kết quả phấn đấu đạt được, trong năm học 2022-2023, toàn ngành có 76 đơn vị được Ủy ban Nhân dân huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 297 đồng chí được công nhận đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1.942 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 27 đơn vị và 65 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen, 9 đơn vị và 10 cá nhân được đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tặng cờ thi đua cho 4 đơn vị, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 6 đơn vị, 8 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 14 đơn vị và 15 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một tập thể và 3 cá nhân, một đơn vị và một cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả thi đua chung toàn ngành năm học 2022-2023 được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tốt, xếp thứ 5 trên 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Phát huy các kết quả đã đạt được trong năm học qua, năm học 2023-2024 với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục.
ngành giáo dục huyện Kiến Sương đặt mục tiêu sẽ tiếp tục ổn định mạng lưới trường lớp, duy trì 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3, phổ cập xóa mù chữ mức độ 2. Phấn đấu trong năm học có thêm ít nhất 2 trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Kết quả các cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ thứ tư trở lên. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, ngành đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, đó là tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh. Nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp, tham mưu với cấp có thẩm quyền, bổ sung biên chế, ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngoài ra, để hoàn thành các nhiệm vụ của năm học mới, ngành sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021-2025. Chú trọng triển khai bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, tiếp tục đổi mới quản lý, tăng cường công tác, kiểm tra trong giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, công tác xã hội hóa giáo dục, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong dạy học. Vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành đoàn thể, các địa phương trong huyện, của hội đồng thi đua khen thưởng huyện, công tác thi đua của ngành giáo dục và đào tạo Kiến Sương có nhiều chuyển biến, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa, nội dung thi đua cụ thể, sát với thực tiễn, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị và gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra sự đồng thuận và tham gia của cán bộ giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh. Qua đó đã tạo động lực, động viên khuyến khích các tập thể cá nhân hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết thúc năm học, nhiều tập thể cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Thực hiện chủ đề năm học 2023-2024 là năm đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra, thay mặt cho ngành giáo dục huyện nhà, tôi đề nghị toàn ngành tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây. Một là thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của ngành về công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm trong cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hai là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, phong trào đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Đẩy mạnh thực hiện nội dung mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng trường học hạnh phúc. Các nội dung thi đua được gắn với chủ đề tất cả vì học sinh thân yêu. Tập trung vào những nội dung nêu gương về đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trước công việc, xây dựng môi trường, học đường an toàn, lành mạnh. Ba là tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường, sử dụng hồ sơ điện tử, triển khai mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh ở những nơi có điều kiện. 4 là nâng cao chất lượng hoạt động của khối thi đua, hiệu quả hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng cấp cơ sở. 5 là làm tốt công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp dạy và học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
thường xuyên biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, lãnh đạo, quản lý, giáo viên giỏi, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh. 6 là tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, kịp thời chấn chỉnh những cách làm kém hiệu quả, tăng cường công tác truyền thông, chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách mới về giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học, các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành. Quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu chung của ngành là đảm bảo duy trì kết quả phổ cập, duy trì và nâng cao số lượng trường chuẩn quốc gia gắn với việc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu xếp loại thi đua của ngành từ thứ tư trở lên. Bằng sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn ngành cùng với sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, sự đồng thuận của nhân dân đã tạo niềm tin và là động lực để ngành giáo dục đào tạo Kiến Xương tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học mới 2023-2024.